công việc tiếp theo của thợ quảng cáo là phải tạo ra một cái bản vẽ có các cái số đo định vị các chi tiết ở trên mặt biển để chuyển cho thợ à, lắp ráp, người ta lắp ráp các cái chi tiết lên trên mặt biển. Ở đây là biển Alu nên nó cần phải có cái khoảng cách này để lắp ráp chữ. Ok, cách tạo ra cái bản vẽ này như thế nào? Rất đơn giản. Ở đây tôi làm ví dụ với một cái mặt biển này. Copy nó xuống đây. Bằng cách kéo xuống và ấn chuột phải. Xóa cái bóng của nó đi. Chuyển chữ sang màu không màu. Đường viền màu đen. Chữ không màu. Đường viền màu đen bằng cách nhấp chuột phải. Nền chuyển sang không màu. Đường viền màu đen Nhắp chuột phải không màu đường viền màu đen Nhắp chuột phải ok vẽ cho nó một cái hình tứ giác như này kích thước mình sẽ đặt cho nó chẵn 700 đi enter như vậy chiều rộng là 700 chọn tất cả Ctrl G group nó lại Nhấp vào màn hình chuyển đơn vị đo sang mm. Lúc nãy ta làm việc với kích thước thật còn bây giờ mình muốn giảm nhỏ nó xuống 10% cho nó nhỏ, dễ làm. Bây giờ thì mình sẽ đánh vào đây là 700 700. Ok, nó đã nhỏ xuống nhỏ xuống 1/10. group bỏ cái viền ngoài nó chính là cái hình vẽ này ok bây giờ công việc là tạo ra các cái ô bao bọc các cái chi tiết này tôi vừa xóa đi để vẽ lại cho các bạn xem tạo một cái ô hình như này cố gắng cho nó chính xác vào cái diềm này diềm dưới này diềm trên này không quan trọng thường là ta sẽ khoanh ba chữ một vì khi thợ lắp ráp người ta sẽ lắp hai chữ hai bên trước và nhồi cái chữ ở giữa và giữa là được ok tương tự như vậy các cái chỗ này những cái chỗ mà nhiều chữ mà nó dít nhau như này thì mình chỉ cần khoanh cả cả một cái ký tự cả một cái mình chỉ cần khoanh cả một cái dãy chữ như này không cần và ba chữ một nữa. Tương tự như vậy, những chỗ này mình cũng chỉ cần lấy các cái kích thước này thôi. Ok, bây giờ đo, đo bằng cách nào? Chọn công cụ đo là cái dimension tool này. Chấm vào đây. Mình sẽ đo lấy cái khoảng cách từ đây xuống đây. Khoảng cách này sẽ định vị cái dòng này, đáy chữ này cách đáy biển bao nhiêu? mình sẽ cần một cái kích thước này đấy cách sử dụng công cụ này rất là dễ chấm vào đây kéo nó sang đây di chuột sang đây khi nó chạm vào đây nó bắt điểm thì mình bỏ tay ra bỏ chuột ra và dê chuột đến cái vị trí à, ưng ý nhấp chuột một cái thì nó sẽ đo cho mình cái khoảng cách từ đây đến đây tương tự như vậy mình sẽ đo khoảng cách ở đây là bao nhiêu nhớ là phải đo thẳng đừng có đo chéo như này đây là thẳng này thẳng thẳng đấy thả tay ra đấy, kéo xuống đây thì đây nó có khoảng cách ở đây có một cái động tác nữa là mình muốn các cái chữ này nó to lên hoặc đổi màu thì mình có thể chọn cùng một thẻ ấn ship chọn tiếp ấn ship chọn tiếp ship giữ nguyên chọn tiếp chọn các cái này các cái dimension này ấn vào tô đậm. Ấn vào kích thước. Chọn kích thước cho nó to lên. Nếu như mà mình in đen trắng, xác định là in đen trắng thì mình sẽ để sẽ chuyển nó sang màu đen. Chấm vào đây sang màu đen. Còn nếu in màu thì ta nên để màu cũ. Ok, như vậy là nên làm như này thì in ra nó đỡ tốn mực mà thợ đọc người ta đọc cũng dễ. Bây giờ tiếp theo một cái nghiệp vụ nữa tương đối quan trọng ở đây. Nãy tôi làm ví dụ, tôi sẽ dùng Zalo để cắt ảnh cho nó nhanh. Cắt ảnh Canchoa, Ctrl Canchoa, Ctrl Canchoana, Ctrl chọn cái vùng này. Tôi muốn in cái vùng này hoặc là gửi thẳng cho thợ. ấn Enter, nó đã cắt ảnh sang bên này. Tôi sẽ phải in cho thợ thêm một cái vùng nhỏ nữa là cái vùng chỗ này để cho người ta dễ đọc. Tôi sẽ cắt như này, cái vùng nhỏ này. Enter Và sẽ sang Zalo. Tương tự như vậy, các bạn muốn in các cái vùng nào thì các bạn làm thế cho nó nhanh. Ở đây là gần như là đang làm thật. Chọn vùng này. Nó là cái series video. À, thực hành lưu về máy hoặc không cần lưu mình có thể cóp luôn mình thì mình hay lưu nó vào một thư mục cóp luôn để paste vào trong corel để nhìn ngược ra hay lưu về máy thì ở đây mình đã tạo một cái thư mục fff này mình sẽ lưu nó vào đây lưu nó vào đây lưu vào máy đây và tiếp tục là quay trở lại Bây giờ thì mình lại quay trở lại Corel Để mà mình in Bằng cách Bạn có thể copy thẳng từ Zalo Page vào đây Đây chính là cái hình ảnh mình vừa mới lấy Ở Zalo Hoặc là bạn có thể Kéo từ cái thư mục vừa copy bỏ vào trong Corel này để in cho nó dễ. Ở đây thì mình có thể thu nhỏ được. Cho vừa tờ giấy, thực tế là in bằng Corel này nó rất là hay. Nó sẽ được to nhất mình muốn là in to nhất quay 90 độ cho khớp vào tờ giấy. Đấy, mình sẽ in ra được. Bây giờ thì print nó ra và đưa cho thợ độ hai tờ giấy. Mỗi tờ in hai mặt thì các cái thích, kích thước nó sẽ rất là rõ ràng và thợ thi công sẽ nhanh tiết kiệm công lao động. Ok, chúc các bạn thành công trong nghề quảng cáo. Nếu mà video hữu ích, các bạn hãy tặng cho chúng tôi một like để chúng tôi làm thêm các cái video hướng dẫn thực hành kiểu kiểu như thế này tiếp tục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ ấn vào đăng ký kênh.